cả mọi người nhá. Thì mình là cái nhà TV đây. Thì hôm nay nhá, mình sẽ quay một buổi làm việc của mình nha mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ bón phân cao su rồi, cao su non á, đấy là cao su nhỏ mới trồng. Thì mẹ thì hôm nay mình giúp bố mẹ mình rồi ạ. Mình ở đây với bố mình tầm 6 ngày rồi mọi người. Đấy, ở trong rẫy 6 ngày rồi chưa về nhà. Okay, bây giờ sẽ lên bón phân cho mọi người nhá. Thì có cái gì quay cho các bạn ăn. Cái như mình ở rẫy cũng hơi đen đen, khi nào mình về nhà nó trắng liền. Đi. Mình sẽ bón phân cao su nhá.
cầu nữa nên mình không quay hết được. Đấy, nếu các bạn thích mình làm clip gì các bạn cứ bình luận xuống dưới, mình sẽ làm hết tất cả luôn. Mà clip em thân từ mọi người ấn 20 like là mình mới làm nhá. Bây giờ được có 8 like, 7 like sao làm được mọi người. Đấy, được mọi người thì thôi. Chứ nếu mà mình về thì mình sẽ làm hết thân từ cho mọi người xem nhá. Thì bây giờ mình sẽ xin tiếp dưới đây để mình làm. Xin kết thúc dưới đây, nếu các bạn thấy clip 2 cho mình like, xin đăng ký cho mình nhá. Ấn cho nhận nhận thông báo nhá. Ok, bye bye mọi người, bye bye.